HTVC Gia Đình xin trân trọng giới thiệu một bộ phim tái hiện sống động về ngành thêu. Một biến cố đã thay đổi tất cả. Không phải Y Bội đã mất tích nhiều năm rồi sao? Nó nhất định sẽ trở về. Em xin nguyện làm thế thân. Tham vọng biến thành tội ác. Bất luận thế nào, mình cũng nhất định phải được làm con gái của Kim Lũng Cát. Chẳng qua cô là đứa bé mẹ tôi nhặt bên đường, dựa vào đâu mà tranh với tôi chứ? Sao lại không cho phép con học thêu thùa nữa? Và cô vì lợi ích của riêng mình, không tiếc hy sinh gia đình này. Đây không phải tôi sao? Mình không thể để họ nhận ra nhau được. Nhất định không để hai người phá hoại hạnh phúc mà khó khăn lắm tôi mới có được. Cô không nhận mẹ ruột của chính mình cũng thôi đi, còn ruồng bỏ chính cốt nhục của mình. Loại người như cô hoàn toàn không xứng đáng được hạnh phúc. Tôi nhìn thấy ba mẹ ruột của mình. Chị cứ người đó mà lo sợ đi. Với sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ tài năng Đặng Luân, Tôn Di, đón xem Vì Em Đã Đến lúc 19 giờ, phát lại 13 giờ hôm sau trên HTVC Gia Đình.